Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về phía cổng hoa và dành những tràng pháo vỗ tay. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, trải qua năm đợi tháng chờ, ngày vui hạnh phúc bây giờ là đây. Vâng, đôi bạn trẻ Anh Quân và Hồng Thiết đã quen biết nhau và đã nên duyên vợ chồng, đã được pháp luật và xã hội công nhận từ cách đây mấy năm rồi. Và ngày hôm nay, vâng, do tính chất công việc, đôi bạn trẻ của chúng ta mới có thời gian đến đây để gửi mời tới toàn thể các quý vị khách quý chúng ta ra mắt, báo cáo với toàn thể họ hàng, gia đình, làng bản. Vâng, và đang đứng ở phía bên ngoài đây, hai bên cạnh bậc làm cha, làm mẹ là chú rể Anh Quân đến từ xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Chúng ta hãy chờ đón chú rể Anh Quân nữa. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý thân mến, quả đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước người người Biển Đông. Hôm nay nên vợ thành chồng thì không thể thiếu công ơn sinh thành, che già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây. Vâng, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, chim có tổ, người có tông. Vâng, và đạo lý chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Và với bản sắc văn hóa của dân tộc Thái chúng ta, nét đẹp, nét truyền thống ấy được lưu truyền và được gìn giữ đến tận muôn đời sau. Và ngày hôm nay, tiệc rượu mừng cho lễ vu quy và lễ tạ ơn, cảm ơn công sinh thành, dưỡng dục của bậc làm cha, làm mẹ để cho các con có được cuộc sống no đủ và hạnh phúc như hôm nay. Và toàn thể các quý vị khách quý chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, đem yêu thương chúc mừng cho đại lễ vu quy và lễ tạ ơn của hai con rể Anh Quân và con gái Hồng Thiết với ông bà Hạc Lý trong buổi trưa hôm nay, làm nền tảng để chúc mừng hạnh phúc, chúc cho đại gia đình của chúng ta an khang và bình an. Vâng, và ngay sau đây, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố đại tiệc mừng cho đại lễ vu quy tạ ơn của hai con rể Anh Quân Hồng Thiết với ông bà Hạc Lý xin chính thức được bắt đầu. Chiếc thức này không hề ai đọc hạt sườn, đầy kinh bóng tự thú, đầy dú có đứng cùng đứng bồn bò mè, đất sự tay dân mà nhớ việc từ tàu hướng mà cả bạn nhớ thiết đứng sự thiết bạc mà phép cò thiết mè hà hơn. Mùa đi còn hà đầy mùa đi rất chặt, mùi phóng kết ngang thì đẹp chất ngang, song đủ đủ khởi cánh đủ nhinh có mít bán cầu lầu hồng đó mới ở tích lại phò mẹ ai nòng bàn khuấn khi nòng song bàn xàm ná lại huyện lại xã hóc có nhắn hạt bánh phải vỡ vác đàn mắc kẹt tòm hòm muộn nặng chú hân sức khỏe mùa đi có rất đầy muộn mất sau đây tăng nà tất cả chú hân sửa mì cảm ơn phò mẹ ai nòng chú con chúc hờ ai ta đêm nay chào sửa chào quần mùa đi có hảo hàn mặt dưng bên đắc nam phản đốm mà đủ tàu đủ đàn mít tán sàng ình kinh phừng chúc hờ đuổi phùa mía đủ nhính đủ cười hảo hàn mặt dưng mía đủ nhính đầu đủ trai đầu hở mẫn sùng mà đủ là trái chờ hở mẫn nhớ tiếng buồn hạt cằn tàu phùng đành quanh cằn tàu phùng đón số phùa báo xìa số mía bắp bấy khai nhì sức khỏe của bố mỹ hàng hơn xưa để cảm ơn họ tiếng lại của mẹ ai đồng mũ lầu phát khẩu hao cô mẹ ai nào hao tốn bước chiều vòng cho vâng hầu cho hết sợ nằm nhà có trung tâm sân khấu đi đâu. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, để đáp lại những tình cảm thân thương yêu quý của các quý vị khách quý, chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, vâng, đem yêu thương và xua đi cái giá lạnh của những ngày đầu năm 2021. Gia đình sẽ có đôi lời phát biểu. Vâng, trân trọng kính mời một bác vị đại diện cho gia đình, cả hai gia đình của cô dâu và chú rể, cả bên nội bên ngoại sẽ có đôi lời phát biểu. Vâng, trân trọng kính mời bác. Thay đó khỏi phát biểu ý kiến nơi đừng tắp bò mê ở phi nông tù làn tù côn
Trước khi đi ý kiến về sáu chiêng, có mẹ ngũ lẩu ban khẩu, sông ngũ sám kê cầu hâu, sông xá giảm xá, sông bản xây xí na cơ ba mớ, hay đó là phê sắc nga nông nông thầu, áo tôm. Nhâm châu khẩu đăng, dân kinh đằng bản, đằng khóng, đằng huyên, đằng xá, đằng tỉnh, đằng châu, có lại đái phí mít ai khẩu, nó có môn đẹp chép ngam. Có số mít bún lẩy, bún đúng nà, bún tà lướm, bún tà lướm, bún nắng, cơ ba mớ, chăng chỉ ngó ngó mít đu nội ở áp. Chăng ta thảy mất tư, ta bử mất đi, chăng điện, chăng súng, chăng chúng, chăng nhớ. Chăng nhau biến đúng, chăng súng biến phả, chăng mả biến phô, biến mẹ hà hương. Trên sòng phái, chăng tìm hiểu hà tàn. Trên đảnh nghiên trụ, chăng bà tô xa ảo, đảnh nghiên quăm xào, chăng bà tô xa phô mê, tắc phú tăng nhà. Nhăng nhung phết đủ cái, hạt cái đủ tìm cái có cả, nà cái có sao, hò chào, có sủ có mắc. Xin má ở lũ tàu, mà chắc mà hỏi. Tết bị cài hài con đeo, xin má bón lũ tàu máu, hay nó sẽ bị nị, còn nhắn hà để mưa đi viết tràn một phút viết ngâm. Kiếm này là mũ phú má, hấp ba dạng thẳng chính kén, các ba má chấm mất lộp mà phê chở lũng chào ta, các ba má đánh khả lọc tóng khen, công ơn, bé sang ải, ta yên nay, chứ nào mà đi xuống khỏi, gọi lại diện mắt tăng. Ta nay, nó có sáu cám ơn, là tăng phú ra, các ba ải nông, bò mê, xong bản xám na bớt chút thời gian. Má ỉn má muôn má cầm má muôn. Má chúc nhỏ ở đu tàu hong áo. Nó phà khảo hăn hảo đi mẹ anh này nơ phà mẹ nơ. Ai nông đu lan chúc con nơ. Chúc ở phô mẹ đu lan cho diệt kín phát tay mà khẩn. Diệt nói lại lại có má phí má nó ai nông hóa cỏ nếu đều. Mẹ đều đu những trai khăn chăn hẳn cắn đều. Thành nước bên xin đu nhớ khăn hảo hăn. Cần lại trước lại khuyên nơ nơ nơ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn với phát biểu của Vương Bắc Việt đại diện. Gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các quý vị khách quý và kính thưa toàn thể các quý vị trong buổi trưa đặc biệt hôm nay tại gia đình của nhà bà Hạc Lý. Và toàn thể các quý vị khách quý chúng ta đang hiện diện tại đây, tại gia đình cũng có những ly rượu mừng để chúc mừng và cũng như gửi lời cảm ơn tới toàn thể các quý vị khách quý. Chúng ta hãy cùng nâng ly lên cùng với đại gia đình trong buổi trưa đặc biệt hôm nay ạ. Sau đây các tấm lẩu hâu thái chén lẩu mắn tìm nữa của mẹ ai đó ơi. Còn mới của mẹ nữa. Ai nó đu làn muốn lẩu bát khó nào ở mắn chén nữa chén nữa. Chúc nhau ở đu làn nó biết tìm mà khuẩn các ba cho mẹ nó đúng. Chào tên cả hào hắn ngàn nhuân chép cái này xảy ra thương nữa thế nào. Sau đây cảm ơn của mẹ ai đồng chụp con hâu. Ảo lẩu chén đón rồi ảo cắn canh. Đầu chén đành chén trai coi ẩu cằn nhau này đứa con mẹ ải đau hơi nhớ kiến đầu áo cần xuống ơi hào hán đứa con mẹ ải đau nữa không nói với lại kia đó là khố trắng à con mẹ ải phi đông mua lá nào mắt muôn nào chưa hết nữa nữa hồ mơ nữa tự nhiên nữa. Vâng kính thưa toàn thể hội trường chúng ta kính quý, trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của đôi bạn trẻ hôm nay, vâng tạm gọi là đôi bạn trẻ của chúng ta đã gắn kết với nhau cũng được chục năm nay rồi. Vâng và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta mới có dịp để ra mắt tới toàn thể các quý vị khách quý. Và ngày giây phút này đây, con rể anh Quân và con gái Hồng Thiết sẽ đón nhận những tình cảm và những món quà, những kỷ vật của gia đình để chúc mừng cho hai con. Vâng, trân trọng kính mời chú rể anh Quân và cô dâu Hồng Thiết bước lên trên một bước và cùng đón nhận tình cảm. Vâng, và món quà đầu tiên, trân trọng kính mời món quà của bố, mẹ, cô dâu, ông bà Hạc Lý lên để trao tặng chúc mừng cho hai con. Này cô mẹ anh non tha sương, tành đồ nhớ mà cả bàn, cài hết tành đều đồ nát phát đồ già, mưa đi hiền đồ tàu, có biển hớn biển giàu, mi biển đắm phò hòa mi, mi đồ những đồ trái đầu,
tác ải tà đêm nay và trắng mỹ trường đành sành hùng cả vùng sống khá hở đồ tàu đồ đàn chết thế này qua mẹ ải nòng hạ sường mờ nì có rất muộn mưng qua mẹ ải nòng giúp bàn tàu mất nửa hóc của mắt tàu qua mẹ ải nòng bàn khoáng hóc của mắt tộc hồng cả nặng mờ mùa nì chúc mừng chúc phúc hở đời phò mía nóng tàu nì xúc khỏe của bố mỹ hằng hơn xưa sau đây cảm ơn qua mẹ ải nòng chủ côn. Vâng, và liên tục trân trọng kính mời món quà của gia đình nhà ông bà Kim lên treo tặng chúc mừng cho hai con. Với trân trọng kính mời món quà của gia đình ông bà Kim. Vâng, và trân trọng kính mời món quà của gia đình em Hoa Việt lên chúc mừng cho anh chị trong buổi trưa đặc biệt hôm nay. Có mẹ anh hồng hà sương đời phò miếng hắn cầm sao đi mưa nhóm trào có những đầy hoài có mẹ cửa cánh hoài lánh mẹ cửa mù hoài có thứ có già kịp thầu phù trang điền có trắng sùng trang trùng trắng nhấn nhấn kiếm đúng sùng thương bà mà kiếm bò kiếm mẹ hà hân đầy con chù sao có trắng tốt số ảo con bóng con sào có trắng tốt số bò số mẹ hệt đụt cầu nhớ mà cả bàn tăng cú tăng già tăng tà tăng nai sòng phái cho hơn và trắng cả vùng sống khá chú. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, như vậy là buổi đại tiệc đại lễ của đôi vợ trẻ anh Quân Hồng Thiết, lễ vô quy và lễ tạ ơn đã được diễn ra trang trọng và đúng thời gian cùng với sự hân hoan chào đón sự chúc mừng của toàn thể các quý vị khách quý trong buổi trưa đặc biệt hôm nay. Vâng, và ngay sau đây ban tổ chức của chúng tôi trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc yêu thương đây, chúng ta sẽ xuống từng mâm tiệc cùng ly cảm ơn tình cảm thân thương của toàn thể các quý vị khách quý trong buổi chiều hôm nay. Và trân trọng kính mời những điệu múa của các cô gái Thái tuyên truyền và duyên dáng sẽ được gửi tới toàn thể các quý vị khách quý chúng ta đang hiện diện tại tư gia của gia đình nhà ông bà hàng lễ hôm nay. Vâng, và tổ chức chương trình và tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta về làm dâu. Làm dâu nhà anh, nồng xà hôn đẹp xinh trong khăn phiêu áo có. Tặng cầu em về làm dâu, họ hàng vui bên, một ngày vui vui ánh sáng đón em bên nhà. Tặng cầu em làm dâu đạo lý từ ngàn xưa, nét đẹp quê gìn giữ muôn đời sau. Đào chân em vui đẹp lạc bạc quá xe bỡ ngỡ nhìn cầu thang em về làm dâu. Hà ơi, em vui tóc lên khuôn mặt tựa vầng trăng, ánh mắt em long lanh chan chứa yêu thương. Nàng xa hồ tay đắm từ đây em đã có chồng, em như là nhành ban trăng, em như là bông hoa thắm của họ. Sao non ơi, rơi rơi sao non ơi. Tặng cầu em về làm dâu. Làm dâu hương nhà anh, nồng xà hôn đẹp xinh trong khăn phiêu áo có. Tặng cầu em về
làm dâu. Họ hàng đôi bên một ngày hội vui ánh sáng đón em bên nhà, tặng cầu em làm dâu đào ly từ ngàn xưa, nét đẹp quê hương gìn giữ muôn đời sau. Đào trang kim cuối tiền lục lạc bạc khoáng xe, bỡ nhìn cầu thang em về làm dâu. Ánh mắt em long lanh chan chứa yêu thương, lòng xa tay đắp từ đây em đã có chồng. Em là nhìn ban trăng, em là bông hoa thắm của anh. Rơi rơi sao non ơi, rơi rơi sao non ơi. Em búi tóc lên quần mặt tựa vầng trăng, ánh mắt em long lanh chan chứa yêu thương, nồng sao tay đắm từ đây em đã có chồng. Em là nhành ban trăng, em là bông hoa thắm của anh. Hãy dành cho anh tiếp